mới mua được con xe giá rẻ, kiểu dáng đẹp mà phiên bản sedan, xe thương hiệu Nhật Bản nha anh chị, nhập khẩu. Đây chính là con Mitsubishi s Xray 2018, động cơ là 1.2. Số sàn anh chị, số sàn. Xe được lên full phụ kiện, full đồ chơi rồi. Biển số thành phố Hồ Chí Minh, một chủ mua mới. cái này bên tâm bán cho anh chị là 245 triệu ha. 245 triệu nha anh chị. 2018 máy rin 100% và keo chỉ là rin 100% không đụng đậy bất cứ một cái gì hết bốn vỏ mới đăng kiểm còn tới tháng đăng kiểm cũng còn tới tháng 3 năm 2024 nha anh chị xe này thì máy rin 100% và keo chỉ cũng rin 100% nha anh chị coi ha mình thùng nước sơn là rất là đẹp vừa ý nha Mitsubishi s 2018 động cơ là 1.2 số sàn chạy rất là tiết kiệm xăng đồ đạc của nó còn đẹp lắm anh chị ghế nỉ của nó mới tinh luôn màu sơn là màu bạc nha mâm là mâm đúc ha thắng abs đầy đủ nha bốn cái vỏ còn rất là mới anh chị bốn vỏ còn đâu đó khoảng trên 80 tích hợp xi nhan gương chỉnh điện ghế nỉ riêng theo xe mà bọc lại một bộ ghế da khá là sạch sẽ và mới nha mức tiêu hao nhiên liệu thì đâu đó khoảng 4 lít 4 lít mấy anh chị quá là ít hao xăng luôn cái nỉ xe này còn rất là mới nha nỉ còn mới lắm nỉ ở trong nè mới bao mới luôn tâm mua hai chiếc lột ra cái nỉ mới tinh luôn chị nỉ thì là riêng theo theo xe của nhật nhà máy còn da thì bọc lại cho nó sạch đó anh chị muốn thì tâm lột luôn cái da này ra bỏ luôn cho nó ló cái nỉ ra cho nó sang ha da này cũng còn được sạch sẽ lắm trần vẫn là trần nỉ nguyên riêng bọc ni lông nha anh chị vô lăng cục số đẹp lên màn hình android có cam hành trình trước sau đầy đủ máy im ru euro tám 80 ngàn. chất xe đẹp anh chị ơi chất xe đẹp ốc tán còn khá là mới nha ốc tán làm gì keo chỉ keo bọng là rin hết ha. Rin rin rin. Cái đẹp lắm nha anh chị. Cái ghế này nếu mà lột ra là phía trong nỉ không mới tinh luôn chị ạ. Taplo top bi. Khá là ok nha. Keo chỉ đồ rin á rất là rin. giỏ lớp còn dày anh chị giỏ lớp còn tốt gầm bệ mới lắm che thành phố một chủ từ đầu gầm trắng tinh không xét không mục không rò rỉ gì hết nha 245 triệu anh chị 245 nha xe này nó nó đẹp rồi nó sẵn sàng rồi anh chị ơi giờ anh chị về chỉ việc đổ xăng chạy thôi chả phải làm gì hết nó 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 ổn rồi nó khá là ổn rồi và nó sạch sẽ rồi 245 là bao rút hồ sơ nha anh chị mua được giá hợp lý mua mấy chiếc là mua tầm, mua hai ba chiếc vậy nè về tâm bán giá hợp lý cho bà con nha bà con nghĩ đi tầm tiền hai trăm hai trăm bốn mấy triệu mà mua con xe sedan đời 2018 thương hiệu của nhật thì có xứng đáng hay không nha bánh dự phòng còn riêng luôn đồ nghề con đội có đủ nha anh chị gầm mới lắm xe này cái gầm rất là mới tâm vưỡi cái gầm này lắm luôn bô đồ này đẹp lắm 245 triệu ha đời cao nha 2018 chính chủ nha bên tâm sẽ bao rút hồ sơ sang tên hay là ký giấy gì là một nốt nhạc nha anh chị màn hình Android có cam trước cam sau đầy đủ anh chị ốc tán bạn lời mới tin cái máy cũng vậy cái máy mới lắm anh chị có nhu cầu mua xe này về sử dụng gia đình mà tầm tiền ít thì đây là một cái sự lựa chọn khá là ok nha tâm để cho anh chị là 245 triệu ha sedan hai đầu 2018 còn nếu mà không có lựa chọn không có lựa chọn khác nữa thì chỉ còn cách là đi mua xe mới thôi chứ đây là một cái giá rất là tốt rồi nha anh chị 245 triệu mà xe đầy đủ tiện nghi ví dụ như là vỏ mới nè rồi lên màn hình Android nè ghế da nè phim cách nhiệt nè có đầy đủ đầy đủ hết rồi. máy riêng nè không lỗi không đâm pha không ngập nước nè máy là tâm bao cho anh chị là 100 là nguyên riêng chưa đụng một con ốc luôn mình thùng rất là đẹp nước sơn liền băng luôn anh chị màu màu bạc nha 245 anh chị mặt ca lăng nó cũng đẹp Nói chung là đèn đuốc rồi nó còn sáng trưng à. bị số thành phố Hồ Chí Minh Xe này góc thành phố một chủ từ đầu nha. Bên tâm bán cho anh chị là 245. Anh chị về không tốn 1 ngàn luôn, xe này bảo đảm không tốn 1 ngàn. Bởi vì em ấy đã sẵn sàng hết rồi, có tốn gì nữa đâu. Từ cái nội thất cho đến ngoại thất cho đến đồ chơi, cam ve, màn hình đầy đủ đầy đủ hết. Mitsubishi s ray nhập khẩu 2018, số sàn 245 triệu anh chị thấy hợp lý không? tâm đưa, đưa ra một cái giá là để cho anh chị lựa chọn và mua sắm chứ phải đưa ra để cho anh chị cảm thấy phải lăn tăng suy nghĩ mệt chắc xe này thì tâm cảm nhận được là một con xe rất là là vừa ý nha anh chị trời thì tối rồi mưa ở ngoài mưa mưa tối thui nhưng mà hồi sáng giờ chưa có lên được một cái xe nào cho anh chị hết nên cảm thấy cũng buồn đó anh chị thấy không máy nè tâm bao máy mới luôn mà một trăm phần trăm là máy riêng nha Ốc tán bản lời nè, nắp cò, nắp trao chưa mở, máy còn mới lắm chị, vết son, vết đồ còn y hết nè, vết chấm son đâu nè, đó, có thắng ABS đâu luôn nha, đây là cục ABS nè, bình nước à, kiến nè, xương đầu, xương ngang nè, thậm chí cabo còn chưa mở nữa mà, máy mới anh chị, máy rất là mới nha, không có xét, không có rỉ, không có gì hết á, nhìn cái máy là thấy có cảm giác liền luôn. Cabo chưa ra nha Cabo rin keo chỉ riêng Nói chung là xe ít tiền nhưng mà tâm vẫn lựa nha Tâm lựa sản phẩm nó hợp lý Để cho anh chị bà con mua về cho nó may mắn Cho nó hên Chứ mua xe lỗi, xe đụng, xe lặt, xe xe đâm, xe này nọ đó Về bà con đi nó cũng Nó kém cái sự duyên dáng và may mắn Nên tâm cũng không muốn Nói chung là rẻ thì mua Nhưng mà đều hạn chế, hạn chế Thì bên tâm bán từ xưa giờ nó như vậy mà Xe lỗi tâm vẫn mua nhưng mà lỗi ít hoặc là lỡ mua nhầm xe lỗi thì về bán lỗ bà con nào thích mua xe lỗi mà để giá hợp lý thì mua nếu mà bà con cảm thấy cái việc đó nó không có quá quan trọng thì mua nên tâm cũng bán và nói rõ trên video này luôn chứ đâm đâu đâu che giấu gì đâu nên bà con khỏi lo khi mà đến với ô tô di tâm nha không có sự lọc lừa dối trá gì đây nha bà con không có sự lọc lừa dối trá gì đây nó rất là rõ ràng và minh bạch xe rin là rin lỗi là lỗi đó còn xe giấy tờ pháp lý thì bên tâm 10 chiếc như một đều bao hồ sơ pháp lý rõ ràng ký giấy được và rút hồ sơ được sang tên được anh chị không có thời gian đi làm thì bên tâm lãnh luôn làm cho anh chị luôn ra tên chính chủ cho nhà mình luôn nhà mình khỏi đi đâu hết bên tâm vẫn hỗ trợ hết từ a tới z nhưng mà ý ta muốn đưa cho anh chị đi làm thứ nhất là nó sẽ giảm đi một cái sự chi phí rất là lớn ví dụ như qua dịch vụ là một con xe như vậy là tốn thêm 3 triệu đến 3 triệu rưỡi nữa 3 triệu đến ba triệu rưỡi mà như anh chị đi làm cũng phải hết nửa tháng luôn rồi thì thôi mình bỏ ra có buổi sáng à, hoặc cho nó hết một ngày luôn cũng được mình dư ra được ba bốn triệu thì hỏi cái nào lợi và cái nào không lợi nên ta muốn đạp cái giá xe thấp nhất xuống để cho anh chị mình dễ suy nghĩ và dễ lựa chọn còn mà tất cả những cái gì đã bán được cái xe hơi rồi ba cái vụ giấy tờ nó không có làm khó được ba vụ giấy tờ nó cũng dễ ợt à. mình làm đúng thủ tục pháp lý là vô bấm biển số mới và rút hồ sơ cái một thôi chuyện đó là không có quá khó đối với tâm một tháng bán gần trăm xe mà không lẽ không biết làm bộ hồ sơ anh chị nhưng mà ý tâm muốn làm như vậy để cho anh chị giảm thiểu được cái cái tài chính thấp nhất để cho anh chị mình tích lũy ra được một khoản tiền vừa mua xe về còn dư ra được vài triệu cái tiền dịch vụ đó để mình mình trang trí thêm cái xe hoặc là mình bỏ bóp mình đi đổ xăng đổ cộ không đó thì cái đó cũng là cái hay rồi anh chị mua xe này thì nhắc máy gọi cho tâm nha 0917 215 512 và 0974 83 địa chỉ ô tô di tâm có địa chỉ là gần quỹ ban xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Nguyên tỉnh Bình Dương còn anh chị mà đi bằng Google là đại lý ô tô di tâm nha anh chị đó liên hệ tâm để sở hữu ngay con xe vừa ý ha xe Nhật Bản nha anh chị nhưng mà giá thành thì rất là phù hợp luôn 245 triệu ha. Chốt đơn gọi cho Tâm nha. Tâm xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.